សូមរីកមួយហើយខ្ញុំមានសភៅនេះជា try ខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំជាយាម share សភៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយជាតោងអង់គ្លេសក៏មានតាក់ទងនឹង self developmental 4IL មកកណូច្រើននេះនៅក្នុង folder ហ្នឹងមកកណូកូដដាក់ទៀតហើយតែសភៅ top collection ebook ជា ebook សភៅខ្លះជាអ្នកមានភៅអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់Robinson Tony Robin សភៅ Billionaire អញ្ចឹងមើលខ្ញុំជាយាម share ក្នុងសភៅនេះក៏ល្អល្អដែរសភៅខ្ញុំអានទាំងអស់នេះបាន habit highly effective ក៏ខ្ញុំអាននេះដែល habit ហ្នឹងក៏ផលនឹងល្អដែរ habit ជាពីទម្លាប់របស់យើង still job បានអានទេ rich dad poor dad អានហើយ win friend and friend people អានហើយ start advice ក៏ល្អដែរតែសភៅនេះតើទៅនឹង business page អញ្ចឹងអានយូរយូរទៅចង់បល់ Napoleon Hill keys to success ក៏អានដែរអញ្ចឹងផលក៏អានផលល្អល្អមែនទេហើយខ្ញុំចាប់ចាទុកជាទុកមានជាទុកចោលទៅអឺដើម្បីជាចែកមលិកតោះថ្ងៃនេះមានអត្ថបទកាសែតមួយអឺសុំតិចទៅទៅ folder នេះនេះបាត់គ្នាយើងអស់អ្នកសុំច្បាប់ខ្លះបាត់អស់ខ្លះហើយ download បាទយកចង់ឲ្យឈប់តែឈប់ខ្ជិលហងតែឈប់ហើយលើក្រោយខ្ជិលខ្ជិលចូលរៀនអញ្ចឹងអឺសេវតាមវិញនេះនេះនេះនេះអឺទីអត្ថបទ1ខ្ញុំបរិយាធំតិចដើម្បីមើលឃើញដល់អ្នកនេះអឺអត្ថបទនេះគឺជាតនេះខ្ញុំដកស្រង់ពីកាសែតខ្មែរថាមkhmertime.com ហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យអាន Khmertime មុននៅពេលយើងប្រាប់ភាសាអង់គ្លេសយើងនៅទីបនៅនេះ Khmertime គឺស្រួលអានហើយជាយមរោគអត្តបទណាដែលត្រូវ national ហ្នឹងជាពលនឹងជាតិទៅប្រទេសយើងអញ្ចឹងពាក្យបិចអីមួយចំនួនអានទៅអាកាន់តែយល់បានច្រើនដូចបែបនេះបែបនេះទៅមើលហើយជាយមស្រាវជ្រាវអានតាំងពីនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយគឺថា at least 20 stalls raised in Blaze in sorry at Kliang Rum Sale Market មើលចំណងជើងយល់អត់ទេទៅមានអានចំណងជើងទៅយល់អត់ at least 20 stalls គេ stall មានណាគេដឹងពាក្យ stall ហ្នឹងទេstall សារ៉ាត់បងសារ៉ាត់អត់ stall បងលៀងបងលៀងដឹងអត់ stall ដូច shop ចឹងណានៅក្នុង stall ភាសានៅផ្សារក្នុងផ្សារតែមានផ្សារទំនើបឯងអាផ្សារយើងធម្មតាគឺមាន stall តូបយ៉ាតូបឬក៏យើងប្រែថា small shop ប្រហែលហាងទូទៅតាមផ្សារអីហ្នឹងគេហៅ stall ហើយតែ stall ហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់មានជាងអត់មានអីទេតូបហ្នឹងគឺពាក្យថាតូបគឺអត់មានជាងបិទអីត្រឹមត្រូវទេតែយើងអាចយកមកប្រែថាតូបក៏បានដែរតូបភាសាខ្មែរហ្នឹងតោះ raised រៃអីគេ raised មានឡាត្រប់ប្រទេសពាក្យហ្នឹងពីមុនដែរraise prata destroy សម្រាប់ពាក្យ destroy គឺអំផ្លិចបំផ្លាញ blaze អីគេ blaze នេះខ្ញុំ recommend ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរតែចាំនិយាយថាពាក្យណាចេះទៅវចនានុក្រមរបស់យើងពាក្យជាងកាលមួយពាក្យ store ពាក្យ raise មួយចោះជាងកាលយើងបញ្ចេញចម្លែងអត់ត្រូវឬក៏យើងទៅមើលវានេះ r អានេះស្រា a is raise as said that នេះគឺសំឡេង shall ប៉ុន្តែពងកយើងញាក់ញួរ raise មកជាស្ដាប់មើលបន្ទាប់មកយើងស្ដាប់បន្ថែមវា raise ចឹង raise មាន to raise something មាន to completely destroy a building town is attract that
so that nothing is left rage mean tha bo phlech bo phlan bat nung yeah pon tae cham tik knong phisa kasat headline ani ka headline kasat ka headline ya tha topic ya tha title te ke ha headline bo vi ni khang lue nung headline headline ke phi chang ke to say chea clear chea phrase ke men to say chea sentence ke men ke kamro to say chea prayok pia ta prayok ke sin subject men verb men object pantae kalai ni men dang ta ke kat mich te prayok nu prayok ke kat ke mich at least 20 stop at least ta chang hoy na top chumnun 20 rư ko chang hoy na 20 top men 20 top tae rư ko top chumnun 20 ni raised rai kalai ni pia pia cheh which we got that kavana that were raised okay pantae a ni ke hau tha a teng os ni ke hau tha adjective clause rư ko relative clause pantae a ni ke hau tha ka kat clause rư ko reduction or relative clause ke kat clause nung bat hai a chang a ni ke hau tha relative phrase wing which is a phrase wing bài chia sọc xe máy xe rách riêng sẽ có thì chết đo lại chăm tì pi ấy kia riêng này chăm tì pi là chú close non close ấy cứ riêng ngọt nâng anh ấy gần trong miền bởi riêng nào mà thế trong đường hai lại thì trong miền riêng bởi riêng hai đường riêng là chú close non close adverb close thông thông để dùng tờ school mà thế cậu ấy yep yes sân mà dương đã đẹp với anh nó gây ra relative clause tại vì sân mà lúc đẹp với cháu gây ra phrase yeah là tại sao nó phrase little phrase vậy tại vì sân mà đẹp với anh nó chia relative clause yeah đẹp với phrase này là tại sao nó gây ra little clause để biểu chuyện này ở stall này cái này cái cắt hay vậy đấy nó sao giờ tuần riêng chẳng chịu đằng cái cắt mệt thế tại cái miếng biểu đạt ok yeah đấy việc chặn này ở store đó mấy anh cô chặn này ở store đó đấy bro tập rung này tập rung passive giống như thế cái là nick chụp đôi ed phần tai sẽ chỉ cho tập rung men chỉ tập rung passive chỉ tập rung active thôi đó cái là nick gọi là ed đấy ing luôn ra tay anh ấy vị trí subject anh ấy là sao tay anh ấy vị trí object là bao hàm lên to clause hay gọi là to pronoun này chứ bạn đừng bởi dương án đọc đăng này xong cả tính mà lúc khủ bạn nhóm được ạc tư toán ở đây bọn trẻ này nhóm miền mê riêng triêm tục ai hay rồi con thái đôi như vậy chăng nhóm mà dùa lỡ gọn dùa là con thái prap phải đăng thì ngay cái đó cho be aware của này nhưng chạp vào rộng hồn này tại bởi thái ôi nế nhóm miền này nhóm miền mean riệp tục hai mean riệp tục hai mean nè adjective clause mean nè adverb clause trong riệp tục hai bên tay tuần riêng cho nhầm còn là highlight ở đằng tích đấy anh ấy chưa được rồi passive đó chứ người ta nhóm đã ca thông mới tới vậy lư đã ca tốt vậy anh lư thắng được cùng tôi công tờ vậy anh lư công tờ bên bấm công sự tớ nhóm đại ca ni tớ sẽ đạp lưới tới vậy oh, là cụ với anh lư bạn lư ấy bong công tơ vì miền à đôi viêm pi á mix in miền à sound xâm lấy những snap hay những microphone chẳng phải là công tơ dương miền là mũi đạp dễ ca thế bạn là sẽ đạp về công tơ bong laptop và laptop miền là mũi để bị chán tại laptop là cái miền đôi đón pi à mũi xâm lấy à mũi đạp chẳng và trong tôi sẽ đạp cả thông nâng làm cả nhóm khu xua mà nó nhóm dễ ạch cả nâng ạch trời ta chất chứ prai mà dặn hỏi nha tốt chùm nuốn chùm nuốn một phầy trời bán vì trời chỉ passive chứ vì chỉ tùm rộng passive nhưng trời bán là cái bóng plek bóng plan mà plek bóng plan sorry comply knong akipay blaze ni akipay akipay 1 mà akipay 1
mua cả này mua cả bạn này mua cả này cả bạn này sẽ prime ấy ở obviously này nhưng đang ta in place việc là play mát cứ khi pay cả chạm chạy nấu nấu ấy nấu nóng xà kháng rúng xèo dạ xèo chạy bắt nè chứ như ban headline mùi vào đây dạng hỏi nhá tôm rồi cả tôm lụa đô các bạn này dương prime mới rồi và dương đã tôm cả bán rồi gọi dương trong lê nhà tận này thứ tham tiện bạch cái này rồi tôm lụa mà sao thì dương đăng à background làm sao nó bạc tiết như là tôm lụa tu sắm rồi cả tôm rồi cả hàng hàng cả bán tôm bán tôm lụa rồi cả chu chu tu sắm sao nhớ nghe lụa tu sắm đa sai cho kêu thế đi dương đăng vì một background nữa cứ hạ cái chip xa lụa tu sắm anh nhớ nghe thì bây giờ mình đăng thế ớt đá cả ớt từ tốp 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 chung luôn mà phải mất các bạn này anh ấy giống ụt hò đây tốp chạc các bạn này bắt nhận chân ca prae vì ớt phít cho lơ ta ô trâu biện mùi mùi là trâu biện ớt so hoặc lệ tự ớt thế chống chi dân ớt tần ấy anh prae xâm rù rồi vì si ớt tần ấy anh ấy còn ta headline thế còn là headline chấm headline cho xe bên sắp chịu bên vừa thế cái xe sẽ phrase anh chấm anh ấy khá thật như thế chỉ anh ấy noun chứ anh ấy bộ nâng adjective clause được gọi cái hạt là little clause chẳng vì chỉ clause thế chẳng cái xe chỉ này thế chẳng bởi sao chỉ cái xe này tiết vì chỉ phrase ở tuần này thế ở tuần vừa lên rồi ở tuần liền ta nè rút phim dương mơ rút phim không có sát tôi mới rút phim chứ mà cái chỗ chật nàng và sao có sát nà mùi đạc tư sẽ tạ so sót cứ kìm nàng này cứ kìm sơ an mà nó xâm rạp cho nào vào mặt chung ở đó đã tỏ xong bong xả rạch mùi mà an mùi là clear này mà mùi clear mùi sentence anh nói nghe là mùi sentence cái sát nó mùi bì dô vậy án nó mới đăng cái này cho lọt và khác để chăm chút bình của tháng kia đọc at least at 20 stores were rushed on Tuesday night during a fire at Clam Sale Market in Phnom Penh Dulco District ok đăng được lúc đấy án nó khỏa hay ạ cái dùm lên không dạ chơi dùm lên trăm trời chẳng biết là stall cứ cái miếng ăn kia nằm cào này nè chẳng ở đây ăn stall cứ stalls cứ thầm lấy người ta miếng chẳng at least 20 stalls were raised mùi tiết biệt dừng ở trẻ cứ biết nó cái ăn là raised chung tờ mơ nè bà chân ăn được cọm bò dưỡng bà chân ăn được cọm nế nó là cổng tớ nhưng mà bà hãy nó là tu sạp này nó là computer viết race mà mặt chấm bài trả lời này viết specific tại bài trả lời lên đây chương race bộ đường ed nè raced ed chương viết races race racing ok race ed chương sum lên thằng cao biết cứ sum lên ấy anh ấy sum lên ấy là sợ đi mà sao mà nhớ the yeah raced thế ở cái race the lư the thom em đấy raced được, ok, yeah, chứ mà an và đây này và đây dân không thích cứ stores miền S, and the stores were raised on Tuesday or Tuesday mơ biện này, nhóm cây cây bị chơi dùng lên culture, nhắc lại đây, tự dân từ mơ từ cái này Tuesday được gọi Tuesday được gọi, chứ từ mơ từ start các bạn à, Tuesday Tuesday, chẳng như ăn Tuesday bạn. Tuesday. Chẳng có ăn Tuesday bạn được kìa. Nè, vì mình phonetic symbol về cái này ní. Mơ phonetic symbol hay stop. Mà mơ hay bà co bên chân stop tờ. Chẳng Tuesday, vì Tuesday. Tờ. During night, during a fire at Clear Grim Sale Market. Kit. Terminator. Nó bị cái nào chẳng. Mà market stop bàn được nhiều phần tay bây giờ dương chọn rồi dương à đó nè tỏ như thế stop market dạng cái đấy market
chớm bạn nè. Yeah. Market in Phnom Penh, Kalani Trang Nhiên. Hay chết. Xem đây đôi bùa hay nhá. Phnom Penh, Tuko District. District nữa miến. Miến thơ nó bị khảo tiệt. Chớm bạn kia ở riêng phonetic symbol và ở stạp nó cứ đo sai như đằng này. District. Đọc stạp. District. Yeah, District. Thơ nó bị khảo. Chẳng công an district vậy thà kia stạp dự ban tại vì anh lùi. Tọc. Chẳng tọc. Miền biểu bãi. Chẳng hạn ấy, một lệnh phán. Fire. Fire lệnh cháy. Phương hay cháy lệnh cháy. Nếp biểu bãi. Noun chấm fire. Yeah, a fire is noun. Chấm chè, yeah chè. Mà tại nơi cái miền nơi cái mùi tiệt. Nơi plow cai cái dây plow cá. Cá chạp chè, ai là prak, yeah. Cá chạp chè. Rồi có Aki phầy. Chấm, nhưng ai prak đặt cá chạp chè các bạn. Mà tại dương coi xí nấy cái hà thác. Aki phầy mùi cả này, rồi có mùi. Mà tại cái này ao mùi thì không ai. Cứ cái mùi cả rồi này. Chấm tỏ. Sát phải muốn kêu á, xong á, nhàng hỏi nhá, chúng phải ào, chúng sẽ ào, phải á. Nhàng hỏi nhá, tổ một hơi cứ trừ ba một lái như thế này, có dục thế này, sọc có dục ngày kia cầm lòng về ác vị hơi, nếu xa khèn xé như thế nào, sọc, rưu có sẵn cắt, tua cổ, bích nịch nông quỳnh. Ok, cầm lòng à khí phẩy. Dù, còn tác chúm chong ở khí phẩy. Ở trong mưa khơi nó thì khí phẩy. Nếu xa liền, đó xa nhông vào keyboard ấy, xe lươn, bởi sao keyboard typing. Nhông xe lươn như này. Xéo. Nóng. Dương bà ấy muốn khăn môn mở, ok? Nóng khăn. Dạ. Khăn miên, khăn miên là này hay. Dạ, tua cố. Không mà region of Phnom Penh trâu ta lọ Phnom Penh tại dương ở tuần dương là khoa ca lên ở tầng này mùi dạng hỏi ná tốp chùm nguồn rồi có dương prai ở xí này thì tốp lụa đô tốp lụa tu sắp anh ấy chùm ở tầng này dương chọn ở xí ở tầng này chứ rồi phải tạo bàn một plate plan. Nó dục ấy ghé, dục thằng ấy. Dục thằng ấy ăn kia. Dạ dục. Nó dục thằng ấy ăn kia. Cầm lòng có bán, ôm lòng có bán. Cầm lòng ạ kì phầy. Ok, cầm lòng, rứ gó, cầm lòng ca. Ca hẹt, rứ gó, cầm lòng ạ kì phầy chắp chắc các bạn ạ. À tên đấy, cứ tớ gặp lại. Flexible. Nó khăn ông. Sao khăn lòng xíu. Khăn ông khăn được cốt đi thêm lòng bình. Nó chọc bạn ạ. Yeah, were raised. Throw ban on playing blind. She passed you, just prep passive demo. Throw ban on playing blind. You can I give long a key pay chap chamber can I? Yum time chap chamber can run a. Okay, so much oil. Yum time man broken at the night. No, at the night keep pay the dance. I think that chap chamber. I can't say anymore. Just at the night through stab, through arm, through move. Bạn này tỏ dương tư mua bây giờ tiền xong lộp bu ấy mà là mà dương đấng á dương cài là có cái gì khó cái na quạt cái na Colonel Promjon Director of the Municipal Fire Department today said the fire broke out. The fire broke out around 11:20 p.m. Yeah. At the market in Sa Dam Co Commune. Yes. Oh, jump break. Okay. Chúng mình biết sao đang tụt ở hai bên đây. Plate mấy hồ bát đây. Ta.
tờ mơ hộp lấy sân hạt cá đấy stall stall nâng hàng tô bây giờ dừng ảnh ra hàng lộ tờ mình tôi đáy không xa raise demolish tear something down knock something down cứ ảnh lấy sẽ điên cái này maintain cứ mà biết to destroy something cứ bằng plate bằng lại ưu thỏ the village was raised to the ground phù mùi nó trâu bàn bằng plate bằng lại riêp riêp đỏ đầy to the ground and play play ខ្ទេច ខ្ទី រៀប ដល់ ដី raise នេះ ពាក្យ raise គឺ play play ឬក៏ យើង អាច ប្រើ demolish ក៏ បាន torn down knocked down ក៏ បាន អា នេះ synonym ចុះ សួរ តែ ខ្ញុំ បាន ពាក្យ synonym នេះ ពី ណា មាន អី បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ឲ្យ ទៅ ឡើង synonym ហើយ យើង ទៅ មើល synonym ដល់ នេះ ខ្ញុំ អត់ ធ្លាក់ បញ្ចេញ ឲ្យ អស់ ជាង របស់ យើង ថ្ងៃ ក្រោយ ទៅ នេះ listen នេះ មួយ នេះ នេះ century nói mà cười như chúng ta này treacherous nhưng phải giúp chơi cho lấy khó biển đấy tao tao biết race tao mới tao biết race mà biết ao yêu mà nè mà cái nào cut something down các bạn file các bạn level các bạn vấn tai bị giật cứ đi ao ở này là cầm cứ mơ ở này bị to destroy biển đến giải ai phá bán nhận lệnh lệnh building lại chẳng tầng tear something down tear phrase solver về đã tiết tear something down cứ một lệnh lệnh với mùi to deliberately destroy a building or area ai phải bạn một lệnh lệnh được kìa chứ như ai phải bạn được kìa mùi tiết knock something down phrase solver deliberately destroy a building or đôi kìa phải bạn được kìa phải lệnh lệnh được kìa chứ phải bạn được kìa race một bịa rễ tiết đôi khi tiền nó bị cut down nó mới tao giờ ai prai bạn rồi cut down mình ai thì corona tận đây giờ điên khi nãy cut down giờ là tree fall down by cutting at the base cut down mình là cặp cứ là lúc cả cặp đâm chưa cặp ấy sẽ nhảy chứ còn ai prai là một lệnh fly bạn thì nên ai bạn bọn nó prai cả mà chứ không công vô gì đã to fail đôi khi fail đấy cứ cut down a tree cắt đâm chơi thế ok bảo biển đi level nhìn gì biển level ai phải destroy building ai bán destroy building town group of trees ấy chứ không phải level các bạn này level là cầm rắt bây giờ nhá bạn đang chơi verb kể giả sắp như phải thả to destroy được nhỉ flatter mà cái nó dương mình đi chơi rồi biết mở trong công cho đây nhóm ba là biển đi biển à chứ nhóm bắt chạy được kia thì ở trăm tầng ở nước cứ bên trăm thì thế nhóm strong nó giống tôi bảo vệ sinh lý hay strong đó à đi chơi được biểu để trong thơ nở lớp hay lớp ấy cứ dùng thơ bạn đi rồi bởi vì cái việc sinh lý cái nội tại thế mình đang từ rồi biển được biển à thế chẳng cả riêng chạy biển tra nè xin em cả này chắc cả này là ngày rồi thứ raise demolish knock something down yeah nice ta anh nên biết đứng lupu an thà colonel bạn tại vì mình kìm mình ăn colonel thì nghĩa nên là về đại dương này về giờ đắng dương an đi ở trầm trầm này chứ dương thương mình nhưng để check về colonel à biết nó gọi là colonel ta mà gọi là colonel nè có colonel colonel hoặc là colonel US kìa Colonel not Colonel chứ mà ta chúng ta mơ ta phonetic đang một mốc thừa dương confused liền án cứ confused cho lòng mà ta chỉ em sạc Colonel mơ US Colonel được nè chứ án Colonel chứ mình mến Colonel nhóm club khó đá chào chú khó khi giờ bạn colonel rắng hú ô bị rắng rồi bùa chắc phải chặt ông lấy cái ad colonel director for thiên fire department ông có biểu luật là kỳ phẩy và đảm municipal thì cứ một cái biệt tập phần ông bình municipal department fire department ông có biểu luật là kịp phẩy rồi chứ không cầm phẩy municipal cứ tẹo tàu đường đi thân đi tẹo tàu tì cỡng thì phải biết municipal
breakout ជា phrase over to start suddenly គឺ កើត ឡើង ភ្លាមៗ អ្វី មួយ កើត ឡើង ភ្លាមៗ Who thought they escaped to America shortly before war broke out in 1939 ចុះ ពួកគេ បាន ជម្លៀស ឬ ក៏ ភៀស ខ្លួន escape ហ្នឹង គេច ខ្លួន ទៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក ភ្លាមៗ បន្ទាប់ ពី war សង្គ្រាម ហ្នឹង បាន ផ្ទុះ ឡើង ឬ ក៏ កើត ឡើង អញ្ចឹង ទៅ ឬ ក៏ កើត ឡើង ឬ ក៏ ផ្ទុះ ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 1939 តោះ extinguish put something out blow something out I need to use those snuffed ពាក្យទាំងអស់នេះគឺ ស្មើ គ្នា ប្រែថា ពន្លត់ ដូច ខ្ញុំ និយាយ តដែល អញ្ចឹង មើល វចនក្រម ខ្ញុំ អត់ ចេះ ទេ ពាក្យទាំងអស់នេះ ខ្ញុំ ស្រង់ មក ពី វចនានុក្រម ទាំងអស់ អញ្ចឹង ពាក្យ គេ មិញ extinguish yeah អូ ប្រយ័ត្ន មួយ ទៀត ប្រយ័ត្ន មួយ ទៀត តែ ពាក្យ ហ្នឹង អាច ខុស យើង ទៅ មើល នេះ ខ្ញុំ ឲ្យ មើល synonym ហ្មង អញ្ចឹង ខ្ញុំ ឲ្យ ពាក្យ put out extinguish blow something out don't snuff ចឹង មាន ឧទាហរណ៍ មាន អី ក្នុង ទាំង អស់ នេះ មក គ្នា ទេ ឥឡូវ យើង ទៅ មើល ពាក្យ មិញ ញ៉ាត់ តាម ខុស ហេ សួរ ខ្ញុំ អាន ខុស ដែរ ខ្ញុំ មើល សិន យ៉ា ចាំ មើល វចនក្រម ភ្លាម ចាំ អា វចនក្រម លើ ទូរស័ព្ទ យើង ក៏ ប្រើ បាន ដែរ ខ្ញុំ សួរ បើក មើល នេះ វចនក្រម នេះ English pronouncing dictionary English pronouncing dictionary ចូល មើល មក ដូច តែ computer មិញ ដែរ គ្រាន់ តែ ទូរស័ព្ទ convenient ជាង extinguish extinguish ខ្ញុំ សេះ ខុស ta ta mơ yeah mày extinguished chấm cái anh extinguish go word wish quý hai miền xâm lên nấu kháng trọng chấm men đi extinguish gái đó mê ra chỉ lòng chấm extinguish và sân chìa miền ES extinguished dọc the turn nó cry extinguisher nhẹ bật luật kì phải extinguishment cài bật luật chẳng mà bẹp nâng chẳng chung cài cho ràn bằng à nhóm riêng cho bạn là cài vậy bằng tay practice cứ dùng cho practice luôn này Blow something out the scoop at the knee. Utah, the firefighter try to extinguish the flames. Yeah, put the flame out. Try to. You want to extinguish it? You want to put. Does that put something out? You want to put something or flame? Flame something out. Look here. Right up a load. Keep it here. Official officer, no? Untry, right up here. Untry. A blaze adjective mean that the chap chai yang loon burning quickly strong and strongly chap chai rieu da loon ni tha pi a blaze uthor the whole building was soon a blaze akia mu nu ku trou ban chap chai yang loon yang chap bomphot loon ru ko yang chap bomphot local authority yang dang ai ka nya thu knong tabon armed forces kamlang patavut water cannon Back water cannon did. Khi đang đặt cannon bắn tức à. Đặt cannon water cannon thì đào từ lơ à lan đặt tức á. Ủa nơi mùi nhiệt tiết viên đường luốt chạm châu màu vĩnh. Phong mùi nhiệt tiết viên đường luốt phải gì mình đào mùi nhiệt tiết viên đường luốt này. Chứ lọt in châu vĩnh mốc bàn này. Water cannon cứ à lan kia miền lan miền